Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm sáo DiZi bằng ống nhựa PVC nha. Đầu tiên các bạn cần có một đoạn ống nhựa PVC phi 21mm và có độ dài là 65cm. Đây là hai lỗ dây để cho sáo này. Còn đây chính là lỗ đinh âm. Còn đây là lỗ thổi của chúng ta này. Và độ dài từ lỗ thổi cho đến đầu sáo thì tùy ý các bạn nha. Các bạn muốn cho dài bao nhiêu cũng được, miễn sao thấy thẩm mỹ là ok. Bây giờ chúng ta sẽ khoan lỗ nhé. Ở lỗ sáo dây thì chúng ta sẽ sử dụng mũi khoan 4mm để khoan. Những lỗ còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng mũi khoan 7mm. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng dao có mũi nhọn để khoét lại các lỗ này. Ok, chúng ta cứ khoét tròn như vậy là được. Nhưng chú ý là chúng ta phải giữ cho lỗ đúng vị trí ban đầu nha. Nếu không âm sẽ bị lệch đi và không còn chính xác nữa. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ khoét lại cái lỗ thổi này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cắt xốp để làm nút chặn cho sáo. Các bạn sẽ nhét nút chặn này vào đầu sáo và cách lỗ thổi khoảng 1cm. Xong rồi, nhưng mà nó chỉ là một cây sáo bình thường thôi nha các bạn. Mình sẽ test thử âm thanh cho các bạn nghe. Đây, như các bạn nghe thì chỉ là một cây sáo bình thường thôi. Và để biến nó thành một cây sáo DiZi thì chúng ta cần phải gắn thêm màng rung cho nó. Đầu tiên, chúng ta sẽ khoét ở đây một cái lỗ nằm giữa khoảng cách từ lỗ thổi cho đến lỗ này. Ở đây, chúng ta sẽ khoan lỗ 7mm nhé. Mình sẽ dùng chai sơn xịt này để sơn lại cho sáo nhé. Màu đen thì auto ngầu rồi. Ok, và để làm màng rung cho chiếc lỗ này rất là đơn giản thôi. Ở đây mình sẽ sử dụng những chiếc bọc ni lông này nhé. Chúng ta phải chọn những loại bọc có độ mỏng và có thể kéo giãn ra được như thế này. Ở đây mình có một loại túi ni lông xài rất là ok luôn nha các bạn. Cứ lắp vào là kêu thôi. Đây, nó để là túi sinh học tự phân hủy này. Các bạn đi mua thực phẩm trong siêu thị thì sẽ có chiếc túi này thôi. Đầu tiên các bạn sẽ kéo cho mảnh ni lông này giãn ra. Các bạn kéo cho mảnh ni lông này giãn ra. Ok, và giãn ra như thế này là được. Các bạn giữ như vậy và thổi thử. Đấy, các bạn thổi đến khi nào nghe được cái tiếng rè rè như vậy là được. Đây, và mình sẽ thử cái bọc khác. Do 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 do. Thank you.
Ok, chỉ là đồ cho vui thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm màng rung với chiếc túi sinh học tự phân hủy này nha. Ở cái túi này thì rất là ok nha các bạn. Chúng ta không cần phải kéo giãn ra như là cái bọc hồi nãy. Đây, các bạn chỉ cần đặt nhẹ lên như thế này thì nó sẽ kêu thôi. Nếu mà chúng ta kéo căng quá thì nó sẽ không ra được âm thanh của 6 DiZi, mà nó chỉ phát ra âm thanh của 6 bình thường thôi. Các bạn có thể dùng keo sữa hay là hồ tinh bột để dán màng rung vào cho 6. Ở đây mình sẽ sử dụng keo đề canh màu đen này để dán màng rung vào 6. Đây, để cho chất ăn thì chúng ta sẽ giữ như vậy và thôi thử. Khi nào nó ra được cái tiếng của 6 DiZi thì chúng ta sẽ dán cố định lại. Đây, khi chúng ta thổi thì âm thanh dao động sẽ làm cho cái màng này nó rung lên này và tạo thành cái tiếng ve ve của 6 DiZi đó các bạn. Tương tự như vậy thì các bạn có thể áp dụng cách này vào cho các loại sáo khác. Đây là những dây tua rô mà mình đã làm hướng dẫn trong video lần trước. Các bạn có thể xem lại ở đường link bên dưới phần mô tả nhé. Chúng ta sẽ gắn nó vào hai lỗ dây treo sáo ở đây.